trời thì xanh quá, chẳng biết nói gì với anh chiều nay khi anh nhìn em sao xuyến bồi hồi. Thôi xin anh hãy nghe bài hát chúng ta, lời ca đi qua tháng năm và những cách xa, như chiêm sóng ngàn đời tìm về bên bờ khao khát. Rơi đầy sân con đường chưa
Chiếc răng khềnh sao thừa một cái chắc để làm duyên, vội vàng chi mà hình như lỡ đầy, để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên. Này cô bé sóng mắt mơ mộng, môi cười nở thắm những đóa hồng duyên, làm lòng ai từng đêm ngơ ngẩn, để mộng mơ sao nhớ qua nụ cười. Cô bé ơi, cô bé ơi, lỡ gặp làm chi rồi vẫn thương. Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương, tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường. Cô bé đâu là hoa mắc cỡ mà sao rụt rè nhút nhát bé ơi. Cô bé là nụ hoa mới nở để đêm buồn day dứt những lời thơ. Này cô bé có chiếc răng khềnh, sao thừa một cái chắc để làm duyên, vội vàng chi mà sao cô không biết, để lại tôi năm tháng nhớ thương hoài.
cô bé có chiếc răng khầy, sao thừa một cái chắc để làm duyên. Vội vàng chi mà hình như lơ đành, để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên. Này cô bé sóc mắt mơ mộng, môi cười nở thắm những đóa hồng duyên, làm lòng ai từng đêm ngơ ngẩn, để mộng mơ sao nhớ qua nụ cười. Cô bé ơi, cô bé ơi, lỡ gặp làm chi rồi vấn vương. Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương, tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường. Cô bé đâu là hoa mắc cỡ, mà sao rụt rè nhút nhát bé ơi. Cô bé là nụ hoa mới nở, để đêm buồn day dứt những lời thơ. Này cô bé có chiếc răng khểnh, sao thừa một cái chắc để làm duyên. Vội vàng chi mà sao cô không biết, để lại tôi năm tháng nhớ thương hoài. Để lại tôi năm tháng nhớ thương hoài. Để lại tôi năm tháng nhớ thương hoài. Bye.
cho bốn mùa, đất trời lòng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá từng giọt sương thu. Chưa nói lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội, một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, sẽ trôi xuôi qua gành qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người.
trắng. Thank you.
Anh
người ơi, người ở em về. Người ơi, người ở em về. Bài ca tình yêu ngỡ để anh đón nàng.
khi ta nhớ một thoáng heo mây, đôi khi ta nhớ một sớm sương mây, con đường mùa đông hàng cây lá đổ, đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô định về miền hương quê, đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ, đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao, thương một vì sao giờ xa quá rồi, đôi khi ta thèm nghe lời em nói, dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi, đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá, đôi khi mưa về ta thương ta ngủ ngơ bài ca, chiều
tình quê dạt dào. À ơi, câu hò ca sao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ví dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba kéo kín gánh lúa lúc tan chợ chiều, bên mái tranh nghèo nghe biển biệt kêu con nước lớn dòng, thương đêm trăng rằm soi gạo cháy đôi đẹp lắm quê hương hôm trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê người mời, dù xa xôi nhớ ngày trông nôi nghe tình quê hương gọi mãi. Tình quê đậm đà lời ru con tiếng vọng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn, trăm năm mối tình khôn lớn quê hương là xưa mẹ đời con, ruộng lúa tình quê dạt dào. À ơi, câu hò ca sao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ví dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba kéo kín gánh lúa lúc tan chợ chiều, bên mái tranh nghèo nghe biển biệt kêu con nước lớn dòng, thương đêm trăng rằm soi lối nhớ ngày trông nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời, xa xôi nhớ ngày trông nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời.
không khóc hoài à? Biết chỗ này khóc hoài không biết nữa. Không hiểu đây. Muốn thành phố mà không khóc hoài. Trời ơi là trời. Mới có 6 tháng mà quá trời. Tại bà. Tại bà không chứ ai. Hồi đó là có bầu rồi nó. Bà cứ đòi ăn cái đồ sang không à. Đồ nóng không à. Nào là xoài cát nè. Rồi nhãn nè. Rồi sầu riêng nè. Không nóng sao được. Cho sĩ diện vừa phải thôi. Tiền đâu ăn bán cứ mắc tiền đó. Nóng tại ăn cơm trái không. Ăn cơm trái hẹn gì cái mặt nó giống như hay về cơm trái đó. Trời ơi khổ ghê. Để kêu cái thằng bên bển nín đi nhức đầu quá. Đứa bên bà nó khóc cho đứa bên tôi khóc mà nào. Khóc nào đâu khóc nó nặng mụn nó đang phê không thấy em khóc. Phê cái gì? Mà nặng mụn đó. Con mới có 6 tháng rồi bà đè nó bà nặng mụn nó đau nó khóc chứ phê. Nói đi. Trời ơi, đái nữa. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Được là rước cái khăn này tôi tơ. Khăn nó hết trơn hết trội rồi. Mấy cái đứa này thì nó để ba chùi. Trời ơi, bởi con người ăn ở mất vệ sinh là vậy đó. Thì kêu thằng Tụm nó đem cái vẻ lên làm gì mà lấy đít quần lao vậy. Thằng lao vậy nó tiện. Xé ra cái lưng cho mượn giữa cái con. Mỏi thấy mẹ. Ai kêu đẻ nhiều rồi bây giờ mỏi lưng. Khổ ghê vậy. Tụm ơi, Tụm ơi, Tụm. Lấy cái khăn nhà má mày lao nè. Kêu thằng Tụm á, thằng Tụm nó đâu biết chỗ để khăn là chỗ nào đâu. Tụm ơi, Tụm. Tụm, Tụm, Tụm. Tỷ. Trời ơi, xong còn thằng nào hết trơn vậy. Tỷ. Thấy chưa? Teo. Có cái chuyện mà nuôi con là coi con thôi mà cũng không làm được. Bây giờ nó ra ngoài nó đánh lộn hết rồi chứ gì. Tại bà. Gì tại tôi? Bà là mẹ, bà lẽ là bà mới biết quản lý con cái bà chứ. Trời vô duyên lãng nữa. Cái chuyện đẻ là chuyện của tôi, còn cái chuyện nuôi dạy con cái là chuyện của ông. Chuyện của tôi sao được? Ba phải là mẹ, ba có trách nhiệm dạy dỗ nó chứ. Thì đứa nhiệm vụ. Trời ơi, tôi đẻ là tôi xong chuyện của tôi rồi, bây giờ còn chuyện của ông là ông phải lo. Chuyện của tôi là chuyện gì? Ta phân chia rõ ràng từ hồi mới cưới rồi. Sao? Chuyện đẻ là chuyện của tôi, chuyện nuôi dạy con cái là chuyện của ông, chuyện quản lý quân số là chuyện của ông, chuyện đi làm kiếm tiền về nuôi con là chuyện của ông, chuyện nấu nướng giặt giũ là chuyện của ông. Tôi chỉ có đẻ chứ đi hát karaoke là ru ru con thôi. Kê kê, bà nói cái giọng đó bà, đừng có nói cái giọng đó nghe. Bà đừng có thấy tôi thương bà. Thương bà ốm yếu, đẻ nhiều ốm yếu rồi tôi thương bà làm tới bà leo trên đầu cổ rồi ngồi nghe. Bà nói cái giọng đó bà đổ thừa cho tôi à. Giạt bàn tay là kể như là dẹo cuốn họng á. Trời ơi, hâm tưởng ta sợ lắm hả? Tưởng tôi sợ lắm hả? Không hâm á hả, ta còn ở nhà hâm á hả, giờ ta đi hát karaoke giống quýnh không? Đi rồi bây giờ bà đi bà bỏ nhà tôi phải không? Từ từ đứng lên nè, dám quýnh không? Tôi nghĩ là nhiều con người ta không dám quýnh bà, mà làm tới ăn hiếp tôi hoài. Má đi ca chút xíu nghe đó, dám quýnh không? Trời ơi, con vợ hết nói. Con vợ tiêu hành tỏi ớt. Con vợ Holiday. Con vợ kiếm chị bà nữa. Thôi đến con, đến con đó. Thôi rồi ba bố nè, ba cho bố, bố lại con. Bố đi. Bố đi. Mất rồi hả? Mất rồi. Trời ơi, mất lúc nào chúng tôi không thấy.
cái gì? Mà vậy là anh gà trống nuôi con bao giờ vậy? Đâu phải gà trống đâu. Chứ sao? Gà trống thêm gà mái và một bầy gà con. Ủa? Gà mái? Gà mái là ai? Vợ tôi. Vợ? Vợ bé, vợ bé. Vợ bé gì cha? Tao nữa có con bà vợ lớn muốn chết rồi, còn vợ lớn, vợ nhỏ gì nữa. Chứ tôi hỏi vợ anh đâu, anh nói anh mất rồi. Bà đẻ nhiều quá rồi. À. Ốm o gầy mòn. À. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng. Nãy bà đâu có sữa cho con bú. À, bởi vậy cái vừa rồi đó, ông già bà già tôi dưới quê lên mới nói là thôi con mắc trước ba má đi, để cho chẳng chục rồi thôi nghỉ nha. Ờ, thành ra bà cũng nghe lời bà đẻ đứa này nữa rồi 12 đứa. 12 đứa? Cho chẳng chục. Chẳng chục em. Thành ra bà con lối số người ta chọc quê tôi, người ta kêu tôi là tư chẳng chục. Để gì dữ vậy, lấy cái gì mà nuôi nó anh? Trời anh lo gì, trời xanh voi xanh cỏ mà. Đất đẻ người thì đất phải nuôi người chứ. Thôi, không có được đâu, cái vụ không được đâu. Sao anh bắt trước tôi đi làm kế hoạch đi. Kế hoạch quá đó. Tôi nói nghe tưởng cái gì, ví dụ kế hoạch là tôi làm thường lắm rồi. Tôi với vợ tôi là làm kế hoạch 10 năm nay rồi. Phải không? Sao? Nó bậy đi, kế hoạch vợ đẻ liền vậy ha. Thì kế hoạch mới đẻ chứ. Có kế hoạch mới đẻ đó. Nói sao tôi không hiểu vậy? Bởi vì nè, tôi với vợ tôi mỗi năm có lên kế hoạch đàng hoàng. Tôi với vợ tôi là méo tay nhau ký hợp đồng đàng hoàng nghe. Vợ tôi mới nói là thôi năm nay mình lên kế hoạch đó, mình ráng kiếm đứa con gái, cái bà đẻ ra đứa con trai, cái để kế hoạch. Để kế hoạch cái năm tới cái lên kế hoạch đẻ đứa con gái nữa. Cái đẻ con gái nữa, cái bể kế hoạch nữa, cái năm tới cứ lên cái kế hoạch. Stop. Tôi nói không phải cái kế hoạch đó trời ơi. Tôi vậy? Kế hoạch quá là cái chuyện khác kìa. Ôi kế hoạch là anh đừng có giải đời tôi mà, tôi gần ba cái vụ này quá mà. Tôi nói anh nghe nè, kế hoạch là gì? Anh hiểu kế hoạch quá là gì anh biết không? Là gì? Kế có nghĩa là mưu kế. Hoạch là hoạch quá, hoạch lại. Quá đây. Quá là quá phép. Là sao? Kế hoạch quá có nghĩa là mình kiếm nhà nào có con gái đó, mình sẽ lên mưu kế để hoạch quá, hoạch lại quá phép. Bắt cóc đứa về nuôi khỏi đẻ khỏe nè. Ờ hay quá ha, giỏi quá ha. Quá phép bắt cóc con ta về ở tù. Ở tù nghe chưa? Ẩu không à, kế hoạch quá là khác ông ơi. Vậy cho nó kế hoạch là mỗi gia đình chỉ có 1-2 con thôi. Đó là để chi? Để nuôi nó đầy đủ, nó đủ tay đủ chân rồi nó học thành tài đó. Trời ơi, thì anh cũng biết đó, con tôi có đứa nào bệnh hoạn gì đâu. Mười mấy đứa là khỏe cụi cụi hết trơn á. Trời ơi, gia đình đám con tôi vui lắm. Sáng sớm là nghe tôi kể nghe, một đứa đi móc bọc nè, một đứa đi đánh giày nè, một đứa đi bán báo nè, một đứa đi đá banh ở ngoài đường nè, một đứa trời ơi nó quậy tưng luôn. Trời ơi, con ăn cắp giặt, cái số này nổi tiếng mà. Trời ơi, xà bông với bàn chải đánh răng ở nhà tôi là không có mua. Thôi, trời ơi, vậy thật á. Ừ. Nãy giờ nghe toàn là móc bọc đi đánh giày đi ăn cắp gì đâu không vậy? Không nghe đứa nào đi học hết đâu. Trời ơi, học chi cho nó mệt quá. Trời ơi, thời buổi này mà học làm gì? Tôi dạy nó đủ rồi. Anh dạy á? Dạy cái gì? Chứ sao tối mỗi đêm tôi tập trung 12 đứa đủ tiểu đội á. Tôi mới nói nè, các con nhớ nghe ba nói này nghe. À, con hơn cha là nhà có bút, cha nào con nấy, nhớ lấy lời cha. Ta không tin nha, anh kiếm mấy con tôi coi, anh hỏi thử coi, đứa nào cũng thuộc lòng hai câu đó. Thôi đi cha ơi, học theo cha vậy, tối ngày cái nó lớn lên như ông người đó, nó đẻ quá trời quá đất rồi, tối ngày nhà nước định lo cứu đói đủ mệt. Làm gì cứu đói đâu, nhiều nhỏ gì đâu. Ở gia đình tôi nói giờ quỹ ban xã chỉ cứu đói đâu có 9 lần. Không phải 10 lần nữa, 10 lần, cứu đói 10 lần. 10 lần hả? Một lần đủ chết là 10 lần nữa. Trời ơi, tôi nói anh nghe là con người ta có hai cái bàn tay nha, để là đi làm việc để nuôi cái bản thân mình. Nuôi với một đứa con, hai đứa con là hết biết rồi. Cái này gì đâu mà đẹp quá trời với đất đâu mà nuôi. Rồi riết là như anh vậy đó, ai nhà nào cũng vậy hết trơn. Cho nội thì cái xã này tối ngày cái tràn ngập, người ta đứng không đủ chặt đất. Lo đi cứu đói hả? Ừ. Tôi nói thiệt anh, tôi cũng biết lắm. Tôi cũng biết là đẻ nhiều làm phiền hàng xóm, làm phiền xã hội, làm phiền cho nhà nước. Thì sao có đẻ? Nhưng mà con vợ tôi á, dạ, nó phải một nàng công chúa mà cứ ra hoàng tử hoài. Tôi cũng buồn lắm mà con vợ tôi á, có mười mấy đứa con mà anh nghĩ coi, tối ngày cứ karaoke hoài. Một bên á, tiền gì nè, ẩm đứa con gì nghe. Ở đây dập ra gì, đút vô đây, tên này cắp micro ca. Đời tôi cô đơn, anh yêu ai cũng cô đơn. Một bầy con mà cô đơn hoài à. Đi đâu đi ca, không có tiền nuôi con đi ca đâu kêu vậy. Bà có tiền đâu bà đi ca. Bà vô đó thấy người ta ca giờ đó. Bà vô ké. Ta thấy bà tội nghiệp có con cái, ta cho bà ca đỡ mà. Thôi trời ơi, bà ghiền ca đâu kê lắm anh ơi. Con vợ tôi biết sao, nó bị nhiễm virus ca đâu kê rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ai? Chờ anh hả? Chờ anh bé. Quan điểm tôi nghe coi.
về tới, người đàn bà hát xuất hiện đó, chạy ra đi để tôi bán 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 vậy tới giờ là tôi ta. Lộn mà bệnh nghề nghiệp hả, cái đứa nào xỉu là cho bố à?
bây giờ tôi nói đi kế hoạch đi. Anh là phải nghe lời tôi, chị phải nghe lời tôi, đi kế hoạch quá vậy là đi. Ờ đúng không, kế hoạch đó mình ơi. Trời dễ dạ, ơi, đi đi. Kế hoạch thì gì đâu khó khăn. Tôi làm kế hoạch từ cách đây 10 năm rồi. Trời ơi, kế hoạch không kỳ vậy. Kế hoạch của tụi mình là chỉ có gà với vịt nó mắc trước thôi. Kế hoạch của anh năm khác. Hồi nãy anh nói tôi cũng không rồi đó, bây giờ có vợ tôi anh nói cho bà là chị phải đi cai đẻ đi. Đi đi. Cái đi ra bệnh viện đó. Đi cai đẻ hả? Ừ, đi lấy chồng đi. Ông chịu hả? Thôi đi cha, mẹ khôn dễ sợ luôn á. Đẻ cho cha hơi 12 đứa con trai rồi, giờ tôi ráng kiếm đứa con gái chứ bộ làm gì tự nhiên không có biết kêu ta cai đẻ. Bây giờ đi, bây giờ tôi có cái kế này nha. Bây giờ tôi là 5 đứa con gái, chị là 12 đứa con trai. Bây giờ muốn thì mình đổi qua đổi lại đứa cho nên đỡ buồn thôi, đúng không? Ờ tôi thấy được đó, được không, được bà ơi. Bây giờ gì nghe, bây giờ mình kiếm đứa con trai nào dạt của mình á. Nó là sao xấu nhất cái dạt qua đưa qua bên ảnh. Thì nên đứa kiếm đứa con gái về nuôi. Vừa phải rồi. Hai vợ chồng cũng khôn, vừa phải để ta khôn chứ. Làm gì đứa con dạt, đứa con sức tay gãy gọng đưa qua cho tôi đổi cái đẹp của tôi hả? Còn lâu đổi phải ngang hàng. Thôi được rồi, trao đổi 2 triệu tôi sẽ chọn anh thằng đẹp trai nhất. Đó, nhưng mà cái gì trao đổi là xong rồi, bây giờ là như vậy thì phải đi cai đẻ thôi. Chị phải đi ra mày kia lấy cái vòng đi. Cái vòng thắt thắt cổ chết làm sao nuôi con. Áo ẩu ẩu nữa. Cái vòng tránh thai bậy bạ không à. Vòng tránh thai. Trời ơi, ở cái đó vô khó chịu thế mẹ. Bậy. Không, cần, cũng không cần nữa.